Sài Gòn một lượt like quý vị. Like mạnh lên quý vị, đêm nay là một đêm rất hấp dẫn quý bà con. Ngày giờ phút này năm 2020 khi cô tìm đến nhà thì không gặp ổng. Ổng chỉ về nhà buổi tối ổng thắp nhang này kia là có. Hầu như từ cái năm 2020 cho đến nay á, hình như là ổng ở bên cạnh con 24/24. Nên bởi vì vậy cô không kiếm ra được ổng á, nên cô mới nhờ đội hiệp sĩ tìm ổng giùm. Cái đây quý vị rồi. Có nghĩa rằng theo lời Vũ nói là năm 2019 là tất cả mọi vấn đề là nó đã kết liên lạc rồi, mà không phải là cái như là đã trước đó nó cũng đã từng chặn số người ta rồi, trước đó nó cũng đã có những hành vi gọi là cái như là không dám gặp mặt rồi. Có nghĩa là khi nào cậu xuống rồi, khi nào cậu đưa tiền để mà chuộc lại sổ đó, tôi không cần 3 tỷ bây giờ tôi cần tiền để chuộc sổ đó, chuộc cái lãi. Cái đây, cái đoạn ghi âm đây đó là nó có trước khi là kể như là cô bé này xuất hiện nữa nha, có trước khi cô bé này xuất hiện. Cho nên cái vấn đề đó là cô Ray mà đã tìm Vũ không được, vì ở bên cạnh người này 24/24, tôi nói quý vị, Vũ hành nghề chi? Vũ đã hành nghề bán vé số mà. Nếu như cô này đó cổ muốn gặp, cổ muốn gặp Vũ chỉ cần á là cổ điện hôm nay là thầy bán số ở đâu cho con gặp xíu đi, để con cái như học hỏi đạo tiên của thầy, là chắc anh Vũ gặp rồi, kèm theo là cái triệu bạc, 2 triệu bạc Vũ gặp ngay. Nếu như vậy đạo tiên của nó là đạo tiên của nó, trước khi muốn học đạo tiên phải đóng học phí, mà tôi thấy học phí của Kim Anh này quá cao nha. Tôi hỏi quý vị, nếu như thằng Vũ á nó làm trong ở, nó làm ở nhà không á, thì không nói, mình nói gặp là nó khó. Nhưng đằng này thằng Vũ đó là một người cầm đi tiền tỷ ra rải khắp thành phố đây, thì muốn gặp nó chuyện đơn giản, đã có số điện thoại rồi, chỉ cần là hôm nay là thầy ở đâu, thầy ở vị trí nào đấy, chỉ cần là hôm nay con cũng có tiền để cúng dường cho thầy cả nhà đôi 3 triệu, thì Vũ gặp không? Gặp. Muốn gặp một người như Vũ đơn giản đó, chứ không phải là, tôi nói quý vị, không phải là chuyện khó đấy, trừ khi Vũ đó là một ông chủ tịch ấy, của một tập đoàn rồi đấy, là nó thật sự lên còn cái có bảo vệ nó căng ngăn rồi đấy, không gặp. Chứ còn gặp Vũ chỉ cần điện thoại phát là Vũ nên là ở chỗ nào tới liền. Thời buổi bây giờ dễ mà à, cho nên nói là Vũ từ năm 2020 bây giờ anh ở bên cạnh con 24/24 có bao giờ, thật không? Thật không? Thế lúc nó đi bán là sao? Lúc nó bán số là nó cũng kè em theo luôn hả? Sao bé? Hả? Cho đây là một trong những cái mà tôi thấy là cái quan điểm nha. Tôi nói quan điểm thôi, còn bà con mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, nhưng mà tôi thấy ở đây là có một sự bất công cho cô 70. Có nghĩa rằng gia đình của Vũ bây giờ có 4 đến 5 người, cậu cũng đã lên tiếng rồi, chú cũng lên tiếng rồi đó, rồi em gái lên tiếng, mẹ ruột lên tiếng, để mà cái như là để mà có một cái gọi là tấn công để chụp mũ được cô 70 này. Ủa tại sao kỳ vậy? Bây giờ nếu mình không sai thì ra ba mặt một lời, chết làm chi phải chuyện nhờ người này kia lên, nó làm chi, nó không có một giá trị đâu quý vị. Mà tôi thấy ở đây là một sự hèn nhát của Vũ. Mình chơi được Vũ, được Vũ ơi, mặt mày quá mà làm mày xấu hổ, mặt tấm mày lâu quá mà luôn. Dạ, giờ phút này cô đã chắc chắn với một chuyện là cô biết ổng đã có vợ có con rồi, nên cô mới làm đơn cô kiện. Chứ nếu mà cô biết ổng chưa vợ chưa con, liệu cô có kiện ổng không? Cô không bao giờ cô kiện hết phải không cô? Cái con bé đây quý vị, có nghĩa rằng nó đang soạn ra một cái chương trình. Bà con nghe cái tiếng sạch soạt không? Có nghĩa nó, con bé này nó giống như con nái Bình Dương á. Có nghĩa là nó vừa nói, nó vừa nói nó có biển số, nó ghi chép từng đầu mục đấy, đầu kể như nó nói. Bà con nghe giùm tôi phải, nếu mà tin ý cái là nghe trong quá trình nó nói có cái tiếng lặp soạt 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 tờ giấy quý vị ha. Cho nên cái vấn đề đây là nó cũng đã nghiên cứu trong suốt những ngày vừa qua. Tôi nói nếu như con bé này nó là vợ Vũ, nó hiểu Vũ rất thật, thì từ thức phim đầu tiên hiệp sĩ đưa lên đó, thì nó đáng lý là người đầu tiên phải lên phát ngôn việc này, vì liên quan đến chồng nó, liên quan đến hạnh phúc gia đình của nó, thì nó phải là người đầu tiên lên phát ngôn, chứ không phải để em gái, rồi đến mẹ chồng, rồi đến thằng chồng, bây giờ đến nó. Tôi nói quý vị, một người phụ nữ mà họ ghen là cái khi nghe một thông tin tư như thế là chồng mình nó hiếp một người khác, rồi nó lấy tiền một người khác, thì chắc anh là con vợ nó, là con đầu tiên nó lên nó hỏi,
Con vợ là con đầu tiên lên cộng đồng mạng là cái như là vỗ ngực sinh thanh liền. Dễ chi mà để bây giờ một thời gian khá dài rồi cái như là ấy quý bà con đúng không? Cái vấn đề ở đây đó là có một thời gian để nó chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị hồ sơ, nó chuẩn bị những câu hỏi để lên mà chất vấn lại cô 70 này. Thì tôi hỏi quý vị, cái vấn đề này có hợp lý không? Khi nghe chồng mình là thời trước mà chưa có mình nó đã từng hiếp một người thì bây giờ nó phải là lên cộng đồng mạng nó hỏi ngay. Đó. Thật quá bây giờ tôi nghe mà thấy tôi rất buồn cười. Tao lao. Bây giờ nè, em muốn gửi tới các anh hiệp sĩ cái vài chuyện này nè. Là bây giờ nếu như giống như tất cả cộng đồng mạng luôn và những anh em YouTube luôn. Nếu như cô Kim Anh này đi lên đội hiệp sĩ nói là trời tôi yêu ông này quá, mà bây giờ ổng đã có vợ có con rồi nhưng mà giờ tôi kiếm không ra ổng, giờ tôi lên tôi nhờ các anh hiệp sĩ kiếm giùm, liệu các anh có tìm có kiếm không, các anh có tiền có kiếm ông Trương Minh Vũ này giùm cô không, các anh có bỏ thời gian để mà các anh lên mạng, các anh phiền tính các anh tính mất mà các anh lên mạng để mà các anh tìm kiếm ông Trương Minh Vũ này không? Chắc chắn là chuyện đó là không rồi, không bao giờ xảy ra luôn nữa. Các anh sẽ thấy là vô lý, một bà già 60-70 tuổi rồi mà lại đi thương cái ông này, mà bây giờ ổng có vợ có con rồi, bây giờ kêu mình đi kiếm là kiếm làm sao? Cái đây quý vị, có cái đây nè, máy móc đây là con bé này nó nói là tôi, có nghĩa rằng riêng ở đây á, bà con hết sức thông cảm nha, nghe tới đâu là chúng ta phải là mổ xẻ ra đó luôn. Chứ để tối qua hết đêm nay là nó tức ngủ được. Có nghĩa rằng đó quý vị, khi cô này cổ lên là cái thời điểm là Vũ đã có ba mẹ con. Cho nên nếu mà nói về cái sự mà ghen tuông để mà tìm một con người thì tôi thưa với quý bà con rằng, thì lúc á mà cả như theo lời con bé này nói là năm 2000 là nó với Vũ là giống như dính như cặp sam á, là không tách ra được, cho nên cô Kim Anh này không gặp Vũ được. Thì cô Kim Anh mới là lên cộng đồng mạng tố giác vì cái sự là ghen tuông. Nhưng mà cái đây á, tôi nói thằng Vũ bây giờ nó đã có với cô bé này ba mẹ con rồi, chứ không phải là chưa có con hoặc là mới có một mẹ con mà cô này phát hiện cô này cái mới bực tức mới lên tố giác. Đây là một trong những cái mà cảm thấy là nó càng hỏi nó càng lộ ha, nó càng hỏi nó càng lộ, mà hỏi chừng nào là nó xì ra những cái mà cái từ lưa hạt dưa ra từng đấy quý vị đó. Nó hỏi mà trong những vấn đề những ngày vừa qua, những câu nó hỏi là anh em bà con cũng đã có câu trả lời cho nó rồi. Có nghĩa cái vấn đề đây đó quý vị là trong suốt một thời gian cô này cũng đã gọi là dùng tất cả mọi cách rồi, thậm chí gọi là hiến thân để mà cái như là chấp nhận để mà lấy được tiền thì cũng đã thất bại. Có nghĩa là hai lần lên là cái như là bị anh này anh bật ngửa ra rồi, anh là anh hành xong rồi bắt đầu là cái như là cũng cho gì đó, cũng là công cấp cũng không có tiền đúng không, cũng lên đó rồi anh cũng bật ra đấy rồi, cũng cuối cùng gì cũng là tay trắng không có một xu. Thì tôi hỏi quý vị có dám lên lần ba hay không? Mà con bé này nó nói là cô cũng biết nhà anh Vũ rồi, mà tại sao cô không lên nhà mà cô kể như cô tìm kể như là mấy anh hiệp sĩ. Tôi quý bà con có dám lên hay không? Lên rồi nó bật ngửa lần ba cho chết rồi, bây giờ sức già rồi lên nó bật một phát nữa tôi thở không nấu. Thấy không? Sao dám lên? Đã lên hai lần rồi, lên hai lần rồi cái như là mang cái tay trắng gì rồi, mà bây giờ lên lần ba nữa đã mang gì cái cháy. Cho nên là không thể mà nếu thật sự cô này, cô Kim Anh cũng không dám lên là lý do như thế quý vị. Có nghĩa rằng lên lần một cũng chắc quá, rồi bị nó phá rồi cái như là gì à? Rồi lên lần hai cũng bị nó đẩy rồi đi gì à? Rồi bây giờ dám lên lần ba không? Tự nhiên bây giờ đã biết chắc ăn là thằng này á, bây giờ lên có 10 lần cũng vậy à? Thì không thể lên lần ba được. Đó, cho nên đừng hỏi vì sao. Đó, đừng hỏi vì sao mà nước biến lại mặn. Tao lao. Các anh sẽ không bao giờ tìm kiếm hết á. Nên bởi vì vậy mà con khẳng định đây là một vụ du khống trắng trợn của con đối với lại chồng của con. Nếu bây giờ đó gia đình Vũ nói cô Kim Anh này du khống thì nó có thể nó được kiện người ta mà, đúng không? Nếu mà tôi nói với vậy nè, có nhiều câu hỏi rằng cô Kim Anh này thời điểm đó làm chi mà có tiền để mà cho thằng Vũ nó mượn.
cái nguồn tiền đó là cô cũng đã chứng minh, có nghĩa là cô dùng tiền để cho Vũ mượn là có hai nguồn tiền. Nguồn tiền thứ nhất là cái nguồn tiền cô cắm cái sổ đỏ của rẫy. Cái nguồn tiền thứ hai là cô bán một căn nhà và cô gửi tiết kiệm là 270 triệu đấy. Và hai nguồn tiền đó là cô gửi cho Vũ trong suốt là năm 2010 với là 5 lần gửi đó. Thì cô đã chứng minh là cái nguồn tiền cô có nha. Và cái vấn đề ở đây chúng ta phải tin tưởng rằng cô là một người có tiền, có nghĩa rằng cô cũng đã từng cho tiền Vũ, cô cũng đã từng cỡ như gọi là cúng dường cho Vũ để mà Vũ cái như làm cái sân miếu sân đình đó. Cái điều đó là chúng ta phải khẳng định rằng cô là lúc đó là người có tiền mà cũng đã từng cho tiền Vũ đấy. Mà lý do nào cho thì tôi nghĩ trong này nó có một cái gọi là một cái tình, mà tình ở đây không phải là tình yêu nam nữ, mà tình ở đây là cái tình của là thầy đối với là trò. Có nghĩa là thằng Vũ á, nó là nó đó thời xưa nó cũng là biết về một chút gọi là đạo tiên đấy. Rồi chắc là cô này nghe đạo tiên là cô cũng lao vô để mà muốn là cái như là để học một tí đạo đó, lao đó, cuối cùng là cái như là cuối cùng vô là dính luôn đó. Cho nên cái vấn đề đây á, vấn đề chúng ta chứng minh được nguồn tiền là cô này có tiền và cô này đã giao cho Vũ là điều đó là sự thật đó. Còn cái vấn đề mà có nhiều người hỏi, ủa tiền đâu mà cô này có đấy, tiền nguồn tiền hai nguồn tiền cô có đó, mà chẳng lẽ bây giờ cô này buôn bán cả đời, vừa dạy vừa buôn bán, chẳng lẽ không tích lũy một xu nào để mà cái như là cho Vũ như những gì mà cô nói, đúng không? Có nghĩa là cô này cũng đã từng cho Vũ, thì Vũ cũng vì vấn đề đó mà có khả năng đó, cũng thấy ở cô này mang chắc là đơn thân gói chiếc, bây giờ một mình thì có tiền đó là cái mang chắc là cái có những chiêu trò thôi. Nhưng mà vợ Vũ lên đây, đây là một cái điều rất hay quý vị, đây là điều rất hay. Hay ở đây là cũng chính từ những câu hỏi này mà chúng ta mới lột tả được tất cả một gọi là một cái màn bí mật đó, nó nằm trong đây. Mà những ngày vừa qua là Vũ đang cố tình để mà cái như là né tránh. Đây là Vũ đang cố tình né tránh, đang cố tình gọi là cái như là không chịu phối hợp với cô Kim Anh để mà tìm ra một cái sự thật. Nói Vũ không bao giờ có việc kiện cô này, đúng không? Nếu như nó nói cô Kim Anh Vũ không thì kiện cô Kim Anh tôi nghĩ được, chứ không phải được. Cái danh dự mình quan trọng lắm. Bây giờ người ta lên cộng đồng mạng tố mình là giật nợ, tố mình là hiếp. Cái này là một trong những cái danh dự cả một đời con người. Tại sao là không làm? Mà nó lên nói một câu gọi là rất ư là cái như ơn nghĩa nó bây giờ đó. Bà già rồi, bây giờ mà tố bà đó, mà bà sai thì cái không biết bà lấy gì bà đền mình. Chẳng lẽ bây giờ bà sai lên tố mất thời gian chẳng nhận bà một lời xin lỗi. Ở đây cái này là xin lỗi công khai đó mà. Nếu mà xin lỗi cô Kim Anh này, xin lỗi công khai đó, bà xin lỗi một tiếng xem tất cả những cái mà cái nghi vấn thì ông là xóa sạch hết, đúng không? Tại sao không làm? Có những cái tôi nói quý vị nó rất đơn giản, thế mất gì không làm, cứ chạy đường vòng, đường thẳng thì không đi lại đi đường vòng chi nó mà chết. Tiếp đi em. Cô nói là chồng con lượt cô phải gài vô ổng, có mượn cô cái số tiền 390 triệu này thì người ta thấy gần 400 triệu mà cô, bởi vậy mà người ta thấy số tiền quá lớn mà người ta sẽ can thiệp vô, người ta sẽ moi, người ta sẽ tìm kiếm cho ổng cho bằng được. Và bây giờ con hỏi cô này, bây giờ đã tìm kiếm ra ổng rồi và con biết chắc chắn cô sẽ biết ổng ở chỗ nào luôn rồi, thì giờ cô cứ lại ngay nhà con đi, cô giáp mặt với con nè, giáp mặt ông chồng con luôn. Cô cứ lại giờ này ảnh cũng mở cửa, ảnh mở cửa cho cô hết á. Mà nếu mà ảnh không mở cửa cô, ảnh trốn cô thì chính con là người sẽ mở cửa cho cô. Thôi nói mở cửa thì quấn ghen tí bà nậu luôn. Nó nghĩ là cô này có tình cảm với chồng nó, vô quấn ghen nó chạy không kịp. Cô già rồi, tháo tạo quá, bây giờ gặp á là ra chính quyền đó, hoặc là gặp lại tới cái đội hiệp sĩ đó để gặp, để mà cái như là có người hỏi, có người nói, có người nghe đó. Và cái cuộc đấy gọi là gặp một cái vấn đề công khai, nó dễ mà quý vị, cái gì đâu mà trốn. Đó, nếu như thằng Vũ mà chưa ai biết mặt thằng Vũ á thì cái bây giờ nó trốn cũng được, nhưng bây giờ cộng đồng mạng biết mặt Vũ hết rồi thì bây giờ chỉ cần nó ra để mà ngồi đối chất thì tôi nghĩ vấn đề đó là ok, quá ok luôn, thuận tiện đối bờ.
đó, đối chắc ai đúng ai sai thì sẽ có một cái vấn đề đó phân giải đó. Không việc chi mà bây giờ nói thật sự đủ một đứa ăn mặn một đứa khát nước, thành chồng là cái như là có những cái vấn đề như thế mà bây giờ bắt con vợ lên mà giải trình. Tôi hỏi vợ biết ở đâu giải trình, quý bà con thấy khổ không? Con vợ nó không biết gì cả trong cái sự việc này. Cho nên bà con nghe ở đây đó, nó vừa nói nó vừa lật từng trang giấy, vừa nói vừa lật từng trang đấy, là có cái tiếng gọi là sột soạt trong này đấy, vừa nói vừa lật, vừa hỏi vừa lật. Cái đây là nó cũng đã nghiên cứu trong vòng là cái như 2 tuần nay, sự việc nó xảy ra cũng thời gian khá dài, tại sao cái thời điểm đầu nó không lên? Nếu như nó là người biết rõ cái câu chuyện mà đến bây giờ nó lên là chứng tỏ rằng cũng giống như Vũ đâu, nghiên cứu một khoảng thời gian rồi đưa ra một phát chập mũ là cô này cổ là có 2 đời chồng cổ mất trinh mất đồ thế này khác, cái chỗ trinh tiết bỏ ra ông đậu ơi, tóm lại có mượn tiền hay không? Tự nhiên người ta đi hỏi một đường không trả lời một nẻo, bây giờ cái lên là cái như là để mà mạch đẩy dư luận sang một chuyện khác, sao kỳ vậy? Vô gặp ảnh để mà nói chuyện cho rõ ràng. Con xin lỗi cô nha, cô năm nay cô 66 tuổi á, thì cái tuổi của cô á, nếu như mà con không gọi bằng cô á thì con phải gọi cô tới bằng bà lận, tự nhiên sao bà nội con cũng 60 mấy tuổi mà chứ không phải là nhỏ. Cô là đáng tuổi là bà nội con luôn á. Đúng. Bà nội con chết rồi, nhưng mà nếu mà tuổi của cô là bằng tuổi bà nội con á, nếu ảnh không mở cửa cho cô, ảnh trốn tránh cô, con sẽ là người trực tiếp mở cửa cho cô vô nhà. Dạ xin lỗi cô, ở đây hoàn toàn không có bất cứ mối đe dọa là tính tính mạng hay là chửi mắng gì cô cả. Bà có tin không? Bà có tin không quý vị? Một mình cô Kim Anh, cô đảm bảo quý vị có cho vàng cô cũng không dám tới. Đã. Có cho vàng cô không tới, mà tại sao bây giờ cái cô cũng đã có những điểm hẹn rồi, của Vũ rồi. Mình là một người đàn ông thì mình phải là tới nơi để mà cô hẹn, chứ không phải là để cô tới nhà mình. Đúng Vũ, anh nói đúng Vũ. Là Vũ á, là phải tới nơi mà cô hẹn. Có nghĩa là cô hẹn 2 địa điểm, một là chỗ hiệp sĩ, còn 2 là nơi công an. Ủa tại sao em không đến mà em lại bảo cô Kim Anh phải đến nhà em? Thấy vô lý không? Cái này anh hỏi con bé nè, vợ Vũ nè, khi em đưa ra một cái yêu cầu thế, cái đây là gọi là một cái gọi là cái hạch sắt của em, chứ không phải là một yêu cầu, đúng không? Muốn ba mặt một lời tới ngay những vị trí mà cái như vừa rồi cô ra yêu cầu đó, tại sao không tới mà bây giờ bắt cô phải tới nhà mình? Đây là một trong những cái mà tôi cảm thấy là cái như nó bất an, bất ổn, rất bất ổn quý vị. Không chấp nhận được cái kiểu này, đã đưa ra cái cớ sách mà tôi quý vị là phá sản, không được. Chơi thiếu gì chỗ chơi, bây giờ chỗ đội hiệp sĩ còn đang rộng chỗ đó xuống đó mà chơi, hay chỗ đồn công an đó, vô đó mà ngoài giải trình. Tự nhiên bây giờ bắt cô vô nhà mình rồi nói sao? Bà mới nói một cái rồi Vũ nó dập cái bàn cái rầm một phát, nó trợn một phát là cái gì, bà lo bà im liền dễ bà nói à. Đó, mà cái tư tưởng đâu? Tư tưởng cũng đã nơi này, ngày tháng năm đấy là cũng đã từng bị rồi ha, cũng đã từng kể như là lên bờ xuống ruộng rồi, thì bây giờ đó thật sự chỉ cần vô nhìn là ám ảnh, vô nhìn là ám ảnh. Thì sao vô được? Tại cái thay đổi một cái vị trí để thay đổi phong thủy chút đi, rồi tiếp tục là sẽ có những cái cuộc trao đổi. Chứ trao đổi cái bây giờ nó lưa hạt dưa nó còn cái gì nữa đâu mà để con vợ lên nói. Tôi ơi, Vũ đây là một trong những bước đi mà nó sai lầm nhất đời Vũ. Những ngày vừa qua che giấu cho đã đi, bây giờ để con vợ lên nó khai ra, Vũ quá trời bồ quá vậy. Đấy, tôi hỏi trong đây cũng có rất nhiều chú nha, là ngày xưa chú nào có nhiều bồ mà chú nào giữ tiền được lâu không? Đúng không? Chú nào mà nhiều bồ đó, nhiều bạn gái đó, là chú đó tiêu tiền là nhiều nhất. Có nghĩa là coi như là cũng đi chơi cà phê cà pháo, cũng là đi chơi cũng đủ các kiểu chứ. Cho nó nhanh mất thì hết hết tiền. À, mà Vũ tôi nghĩ là nên lời vợ nó là tôi nghĩ là tiền lúc đó Vũ tiêu tiền như nước luôn. Đó. Tự vì con nghe mấy anh em YouTube nói là anh Vũ à, gọi thoại hăm dọa đe dọa tính tính mạng cô, mà giờ cô sợ cô không dám gặp anh ông Vũ. Con xin phép, con xin đính chính rõ ràng nha, anh Vũ chưa từng gọi điện thoại cho cô.
Thời gian gần đây này anh Vũ chưa từng điện thoại cho cô, hăm dọa đe dọa gì tính tính mạng của cô hết á, và chưa từng chửi mắng gì cô hết á. Tự nhiên sao ngày xưa con không biết ảnh như thế nào, nhưng giờ phút này ảnh đang ở với con nè, từng ngày ảnh ở với con nè, con chắc chắn với cô là ảnh chưa từng đe dọa. Con vợ mới đe dọa quý vị, theo thông tin là con vợ mới sinh được 2 tháng, thì Vũ bây giờ nó thật sự bây giờ đi ra đường báo là cũng sợ. Bây giờ nó thật sự Vũ mà đi ấy, là Vũ phải nhìn tứ phương tám hướng, có nghĩa là bước ra đường là vừa bước ra cửa là nhìn hướng đông hướng tây nam bắc, là cái như là cái như là chánh đông chánh nam chánh tây đó, là nhìn tứ hướng luôn quý vị. Cho nên là cái vấn đề ở đây đó, anh nói cho bé hiểu nè, muốn mà bây giờ đó cái mọi việc nó rõ ràng thì khuyên thằng Vũ